Ok, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video trải nghiệm game Boogie đi solo squad luôn, cũng giống hệt như của Idol Taka luôn nha anh em. Mình sẽ nhảy xuống địa điểm ưa thích mà Idol Taka hay nhảy, đó là Bochiki. Để xem thử khi nhảy xuống Bochiki thì mức độ khó của nó sẽ như thế nào nha anh em, và sẽ được bao nhiêu kill. Mong anh em ủng hộ. Ok, và hôm qua mình có đăng clip thì một số anh em bảo là nên làm nhiều clip hơn và đăng vào cái thời gian địa điểm cụ thể hơn. Một khoảng mình đăng ra video hàng ngày vào khoảng tầm 8 đến 9 giờ tối nha anh em. Mong anh em ủng hộ. Ok. Rồi mình nhảy xuống khu vực này để mình lút ít đồ đã anh em. Nãy mình lúc mình nhảy dù mình không thấy em nào nhảy xuống. Chắc có thể là mình nhảy xuống trước các em khác rồi. Ok, ui, để mình bật lại cái TBB đã. Rồi, ok. Lụm được cây UMP luôn anh em ơi. Ok, cũng lụp luôn. UM164 luôn em, bộ cứu thương. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lụm thêm cái mũ một, cái mũ với lại cái giáp đã anh em. Ui, có tiếng súng luôn phía trước mặt anh em ơi. Tiếng súng cây Uzi luôn chứ, người chắc chắn luôn rồi. Nãy mình nhảy mình tưởng không có ai chứ. Ok, để mình lụm được cái mũ với lại cái giáp rồi mình chạy qua mình lùa luôn nha anh em. Ui, thanh niên bánh Uzi đang bánh boss hay sao ấy. Ok, được cái giáp rồi anh em, vẫn chưa có cái mũ nữa, vẫn chưa thấy ai anh em ơi. Ok, để mình công qua xem sao. Mình thấy một cái túi cứu thương. Ok, mình lượm bơm khói với lượm mét nhiều để có gì mình công luôn. Vẫn chưa thấy thanh niên người đó anh em, thanh niên cầm Uzi đó. Mình mới chơi game này nên là cái tầm nhìn của mình còn khá hạn chế, anh em xem ủng hộ mình nhé, có gì góp ý vào comment giúp mình nhé. Thấy video thú vị thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký. Ok, cảm ơn anh em. Vẫn chưa lượm được cây AKM hay là SK-1416 nào ta. Mình lượm được những cây súng đó thì mình bắn sẽ tự tin hơn nhiều. Ok, vẫn chưa thấy thanh niên đó luôn. Ở đây mình công qua cái hướng nhà thờ luôn nha anh em. Thanh niên nó bắn ở đâu ta, nãy không thấy ta. Ui, mình nghe tiếng bước chân bên phải. Ok, bên nhà 2 tầng rồi anh em. Ồ, bước chân này thì chỉ có boss rồi. Để mình hạ tên boss này rồi mình lút ít đồ rồi mình sẽ công tên thanh niên Uzi cho anh em. Đó, thanh niên bước nghe thấy mình, nghe mình thấy mình cho bỏ chạy. Alexro này, ok, mục tiêu đầu tiên. Ui, có cái giáp 2 luôn anh em, khá là thơm. Ok, để mình qua bên khu này rồi mình bật qua hướng nhà thờ. Thanh niên boss này lúc những cái nhà này rồi. Để xem nhà này còn gì không. Ok. Ủa, tính ra khu Bochiki này cũng ít người anh em ha. Mà sao idol của mình nhảy xuống thì gặp nhiều người thế, mình xuống gặp khá ít. Nãy giờ chỉ có nghe một tiếng súng Uzi của thanh niên người kia thôi. Chắc là do cái trình của mình bán còn hơi kém nên là game nó sắp cho mình gặp ít người thôi. Ui, rồi tiếng súng hướng ba nhà kia anh em ơi. Để mình lắp cái cốt 4 vào mình quan sát. Vẫn
Ui, tiếng súng trước mặt luôn mà vẫn không thấy anh em ơi. Thanh niên này, người này nãy giờ như hạ cũng khá nhiều rồi đấy. Ok, để mình làm lon nước lấy tinh thần rồi mình công qua luôn. Chứ mình đợi như thế này thì không biết bao giờ mới có kill anh em ơi. Ok, mình thấy rồi, trước mặt mình luôn. À, thanh niên đang chạy qua hướng mình. Này, này. Ui, thanh niên bắn cái gì mà súng gì mà đau thế. Chắc M416 rồi. Để mình bơm máu cho đầy máu rồi mình cong thanh niên này luôn. Đang còn hai quả bơm khói nữa chứ. Thanh niên hình như cũng đang bơm máu hay sao đấy. Ui, nghiêng người bắn mình kìa. Ui, này nghiêng người này. Đó, như anh em thấy cây UMP mà mình khi mình gắn cốt 4 mình nằm xuống thì cái độ giật sẽ giảm đi khá là nhiều nha anh em. Y như lời của Idol Taika nói, muốn mà giảm với lại kìm tâm thì ngồi hoặc nằm xuống mình bắn thì cái độ nhảy của độ giật của ống ngắm sẽ giảm đi rất là nhiều. Ok, mình sẽ qua lúc thêm thử và tới thanh niên này có những gì. Ui, thanh niên này rất là giàu luôn anh em ơi, M762, 416. Quá là thơm luôn. Thanh niên này hình như càng hết khu vực bên này rồi. Bảo sao không giàu được. Ok, để mình lúc cho nó sạch đồ luôn nha anh em. Rồi, mình chạy bọc vào đây để mình uống lon nước đã. Sợ thanh niên này còn đồng đội móc mình là chết luôn. Ok, mình uống lon nước rồi mình sẽ công qua bên hướng nhà thờ luôn nha. Lúc nãy mình có nghe tiếng súng ở bên hướng nhà thờ luôn. Chuẩn bị cho đầy đủ nước, máu, cốt. Một thanh niên này hả anh, quá nhiều người ở bên này rồi này. Đó, sát này. Bắn cũng tay to đấy. Lần đầu tiên mình bắn, mình gặp người mà bắn rác như thế. Cảm thấy hạ được thanh niên này mình rất là vui anh em ạ. Anh em xem video thì cho mình xin một like nhé. Comment để tạo động lực cho mình tạo những video hay hơn. Ui, đang lúc đồ cũng gặp boss nữa. Ok, ba mạng anh em ơi. Có tiếng máy bay ở trên đầu mình luôn anh em. Gọi là có tem nào bắn súng chính rồi. Ui, khu nhà phía sau nhà thờ bánh giòn giả luôn. Phía trước đây cái xe bút di của mình đó nè. Để mình lượm thêm ít đồ nữa rồi mình sẽ công qua. Ui, có tiếng mưa nữa chứ. Toang rồi. Cái này sao nghe được tiếng bước chân. Để mình làm lon thuốc nữa rồi mình check qua bên đó xem sao anh em. Mong là gặp tem 2 thôi. Chứ tem 4 mình có khi mình bán không lại luôn á. Mình xem thử xem. Không có thanh niên là chạy trống hết ta. Có thanh niên là chạy trống là mình bật cốc 4 mình gạt luôn. Ok, tiếng súng ở bên trái luôn, trước mặt luôn. Rồi để mình leo ra khỏi cái cửa sổ này rồi mình công luôn nha anh em. Ui, mới có giáp 1 với lại mũ 1 rồi. Này mà gặp tem 4 là con ngay. Giáp 1 của mình đang còn có nửa máu nữa chứ. Con rồi anh em ơi. Mưa rã rít nữa chứ anh em. Ui, thanh niên đang nằm cỏ. Ôi, mình để áp sát luôn anh em. Mình thấy thanh niên nằm cỏ rồi. Thanh niên này chạy chiếc UAT tới luôn. Ui dồi ôi. Sấy mù mắt rồi. M416 bắn cốc 4 bắn giật tung trời anh em ơi. Phiên bản mới này bắn hình như giật quá.
Ui, thanh niên bánh M24 luôn. Thanh niên có súng thính rồi, chết rồi. Có ăn rồi anh em ơi. Ui giời ơi. Thanh niên này hình như cũng đi lẻ rồi. Đi lúc thính ở đâu rồi này, ngủ bay. Ba lô ba, đã súng M24 luôn. Chỗ này sao mà mình bắn lại. Tao ăn thịt chứ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.